Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một loại dây điện chế nhiệt dùng để ứng dụng cắt xốp. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một miếng xốp và mình sẽ cắt thử cho các bạn xem. Ở đây nguồn mình đang để là 9V, dòng khoảng tầm 4A. Đấy. Thì mình sẽ cắt dây điện chế này nóng rất là nhanh. Khi mà cấp nguồn vào thì nếu các bạn mà không cắt thì dây điện chế sẽ nóng và nó sẽ giãn ra. Đấy, một miếng xốp to thì mình cắt rất là nhanh. Rồi, ok. Như các bạn thấy thì rất là mịn, cắt rất là đẹp. Tiếp đến mình cắt thử về hình vuông. Đây. Nhìn cái vết cắt rất là mịn. Dây điện chế này thì tùy thuộc vào các loại dây thì cái điện chế của nó sẽ khác nhau và điện áp cấp cũng khác nhau. Thì mình khi mình sử dụng thì mình nên có một số cái dimmer, tức là cái điều chỉnh về điện áp để mình có một cái lượng nhiệt nhất định từ dây chế nhiệt. Đấy. Tiếp đến là mình cắt một lớp xốp. Đây. Nhìn rất là mịn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm.